Nằm trong chuỗi chương trình thúc đẩy phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực thủ đô, Sở Công Thương Hà Nội vừa tổ chức hội chợ sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố Hà Nội năm 2023, Hà Nội MIP 2023. Hội chợ có quy mô từ 200 đến 250 gian hàng nhằm thúc đẩy hoạt động giao thương giữa các doanh nghiệp trong và ngoài nước, giữa các hãng với các doanh nghiệp công nghiệp chủ lực, doanh nghiệp thương mại liên quan. Theo báo cáo của Sở Công Thương Hà Nội năm 2022, Hội chợ sản phẩm công nghiệp chủ lực Hà Nội đã thu hút 5.000 khách tham quan, giá trị giao thương ước tính 5 triệu đô la Mỹ. Năm 2023, với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp hơn và các hoạt động bên lề như hội thảo, tọa đàm, trải nghiệm sản phẩm, hội chợ mang lại nhiều cơ hội kinh doanh giá trị lớn cho doanh nghiệp tham gia. Tính đến nay, Hà Nội có 196 sản phẩm của 132 doanh nghiệp là sản phẩm công nghiệp chủ lực thuộc các nhóm ngành công nghiệp cơ khí, chế tạo, điện, điện tử, công nghệ thông tin, dệt may, da giày, công nghiệp chế biến nông sản, thực phẩm, công nghiệp hóa chất, cao su, nhựa, dược phẩm, vật liệu xây dựng, thủ công mỹ nghệ.